chúng sinh trong ba đường ác vô biên vô lượng, Bồ Tát tuy vô lượng vô biên mà số chúng sinh nhiều gấp vô lượng. Bồ Tát tùy theo chúng sinh có nhân duyên có thể độ, nếu ở trong ba đường ác mà có các công đức thời Bồ Tát độ, còn kẻ tội trọng thời không thấy Bồ Tát. Trong tâm Bồ Tát chỉ một tướng, không có phân biệt nên không mỗi mỗi tìm kiếm chúng sinh. Thí như việc đại xá, kẻ tội gần mãn hạn thời được ra khỏi, kẻ không gần mãn hạn thời không mong ra. Hỏi, nếu chúng sinh cắt xẻ Bồ Tát, hoặc ăn thịt Bồ Tát, thời phải có tội, làm sao được độ? Đáp, Bồ Tát có bản nguyện. Nếu có chúng sinh ăn thịt ta sẽ làm cho được độ, như trong kinh đây nói. Chúng sinh ăn thịt Bồ Tát thời sinh lòng từ. Thí như có sắc thanh, hương, xúc có người nghe thấy thời mừng, lại có người nghe thấy thời nổi giận, mùi vị cũng như vậy, có người nổi giận, có người sinh lòng từ. Như trong kinh Tỳ Ma La Cật nói. Ăn cơm cõi hương tích mà có người 7 ngày được đạo, có người không được. Chẳng phải vì ăn thịt nên được độ, mà vì khởi phát lòng từ nên được khỏi xúc sinh, mà sinh vào thiện xứ, gặp Phật, được độ. Có Bồ Tát trải qua vô lượng vô số kiếp hành sâu lòng từ, lấy vật bên ngoài cấp thí cho chúng sinh ý chưa thỏa mãn, lại tự đem thân bố thí mới làm đầy đủ. Như trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát. Dược Vương lấy vật châu báu bên ngoài cúng dường Phật ý chưa thỏa mãn, lại lấy thân làm đèn cúng dường Phật bấy giờ mới thỏa mãn. Lại nữa, người có được vật bên ngoài tuy nhiều mà không cho là có ơn, vì sao? Vì không phải là vật quý trọng đáng ưa. Khi được thân thể kia mới cảm kích kính trọng. Thế nên lấy thân bố thí. Bồ Tát lại vì hàng chư thiên thuyết pháp như trong kinh đây nói rộng. Lấy bốn việc nhiếp thủ chúng sinh là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí có hai như trong kinh đây nói rộng. Hỏi, cớ gì lược nói bốn đạo khác mà nói rộng việc của nhân đạo? Đáp, trong ba ác đạo, vì khổ nhiều nên chúng sinh ít nghi. Nếu thấy việc thần thông hy hữu của Bồ Tát thời tin liền ưa đắm, nên được độ. Chư thiên vì có mắt trời, tự thấy nhân duyên quả báo tội phước, Bồ Tát hiện chút ít thần túc thời liền hiểu. Người vì mắt thịt không thấy quả báo tội phước lại phần nhiều đắm theo thầy tà ngoại đạo và kinh sách tà kiến. Các phiền não có hai phần. Một là thuộc kiến, hai là thuộc ái. Nếu chỉ có một phần thời không thể thành tội lớn. Người có ba độc lại có sức tà kiến thời có thể làm đủ việc ác nặng. Người tà kiến lại có tham dục sân giận thời có thể làm việc tội nặng. Như Tu Đà Hoàn tuy còn có ba độc song vì không có tà kiến nên không gây tội nặng rơi vào ba đường ác. Thế nên trong loài người, nhiều người có ba độc tà kiến, mắt không thấy nhân duyên tội phước cho nên khó độ, vì khó độ nên Phật nói nhiều. Hỏi, nếu như vậy, thời đối với bốn việc, cớ gì nói nhiều về bố thí nói ít về ba việc kia? Đáp, trong bố thí nhiếp đủ ba việc nên lấy tài khí, pháp thí giáo hóa chúng sinh thời không việc gì không nhiếp. Lại nữa, trong bốn việc trước tiên, mở rộng bố thí thời biết ba việc khác cũng như vậy. Hỏi. Nếu như vậy, cớ gì nói lược về bố thí mà nói rộng về pháp thí? Đáp, tài thí ít, pháp phí rộng rãi, vì cớ sao? Vì tài thí được quả báo có hạn lượng, pháp thí được quả báo không có hạn lượng. Tài thí ràng buộc vào cõi dục thọ quả báo ở cõi dục. Pháp thí cũng ràng buộc và thọ quả báo trong ba cõi và cũng là quả báo ra ngoài ba cõi. Tài thí hay cho cái vui giàu sang trong ba cõi, pháp thí hay cho cái vui thường hằng của Niết Bàn. Lại, tài thí từ pháp thí sinh, nhờ nghe pháp mà làm bố thí. Lại nữa, quả báo của tài thí chỉ được giàu vui không có các thứ khác. Quả báo của pháp thí cũng có giàu vui, cũng có các thứ khác, cho đến được quả báo Phật đạo, Niết Bàn. Do nhân duyên ấy nên nói nhiều về pháp thí. Hỏi, trong kinh này cớ gì tu Bồ Đề hỏi? Bồ Tát được trí nhất thiết chủng chăng? Đáp, ý tu Bồ Đề là, nếu khi Bồ Tát được trí nhất thiết chủng thời không còn gọi là Bồ Tát, làm sao chưa được thành Phật mà có thể được trí nhất thiết chủng? Được trí nhất thiết chủng mới gọi là Phật, nếu trước đã là Phật thì cần gì đến trí nhất thiết chủng? Phật đáp, nay được trí nhất thiết chủng gọi là Bồ Tát, đã được trí nhất thiết chủng thời gọi là Phật, nói một cách chân thật, Bồ Tát không được, Phật cũng không được, vì sao? Vì Bồ Tát thì chưa được còn Phật đã được rồi không còn được lại. Theo Pháp thế tục nên nói Bồ Tát nay được, Phật đã được rồi. Theo đệ nhất nghĩa thời không có hết thảy Pháp, huống gì có Phật và Bồ Tát. Lại trong kinh đây nói, tâm Phật không khác Bồ Tát không khác tâm Phật.
thứ lớp nối nhau không dứt, lại hai tâm đều như, vì không có khác, không có phân biệt. Hỏi, định chín thứ lớp, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình là pháp thế gian chung có, cớ gì gọi là pháp không chung của xuất thế gian? Đáp, bốn thiền, bốn định vô sắc, định diệt thọ tưởng gọi là định chín thứ lớp. Đối với định diệt thọ tưởng chỉ thánh nhân có được. Còn bốn thiền, bốn định vô sắc từ sơ thiền khởi lên không xen tâm khác mà vào nhị thiền, từ nhị thiền cho đến vào diệt tận định, trong mỗi niệm thọ nhận không xen tâm khác nên gọi là thứ lớp. Phàm phu là người tội, độn căn, làm sao có thể được 32 tướng? Như chuyển luân thánh vương, đề bà đạt đa, nan đà được tướng ấy, tên gọi tuy đồng mà về đầy đủ uy đức, trong sạch đúng chỗ thời không đồng với Phật. Như trước đã phân biệt tướng của chuyển luân thánh vương và tướng của Phật khác nhau. Lại, tướng ấy là quả báo của thánh pháp vô lậu, quả tự tại theo ý, vô lượng vô biên, còn tướng của chuyển luân thánh vương là do nghiệp phước đức, không được tự tại, có hạn có lượng. Lại nữa, đề bà đạt đa, nan đà chỉ có 30 tướng, không phải có 32 tướng. Chuyển luân thánh vương tuy có 32 tướng mà không có uy dức. Không đầy đủ, không đúng chỗ, đi kèm với tham ái, phiền não vân vân, 80 vẻ đẹp tùy hình đầy đủ chỉ Phật và Bồ Tát có được, những người khác. Có thể có số ít, hoặc ngón tay thon dài, hoặc bụng nhỏ mà không có uy đức tốt đẹp nên không nói đến. Thế nên nói, pháp xuất thế gian không chung với phàm phu, không có lỗi. Hỏi, từ trước lại đây nơi nơi nói các pháp năm uẩn cho đến trí nhất thiết chủng mà không nói 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình ấy, nay kinh này sắp hết, cớ gì trong mỗi phẩm lại nói. Đáp, Phật có hai thân là sinh thân và pháp thân. Trong hai thân ấy, pháp thân là lớn. Pháp thân lớn nên sự lợi ích nhiều, như từ trước lại đã nói rộng. Nay gần hết kinh, về nghĩa sinh thân cần nên nói, cho nên nay nói. Lại nữa, sinh thân tướng đẹp trang nghiêm là quả báo của thánh pháp vô lậu, nay thứ lớp nói, còn trên kia nói xen lẫn với các ba la mật. Nghĩa của bốn niệm xứ vân vân, như trước nói. Nghĩa của mười lực của Phật là sâu xa, nay sẽ lược nói. Hỏi, mười lực của Phật là, nếu theo tướng chung mà nói thời chỉ một lực, đó là lực trí nhất thiết chủng. Nếu theo tướng riêng nói thời có ngàn, vạn ức lực theo mỗi pháp để gọi tên. Nay cớ gì chỉ nói mười lực? Đáp, Phật thật có vô lượng trí lực, song chỉ vì chúng sinh không thể có được, không thể hành được, nên không nói. Mười lực ấy đối với chúng sinh có thể độ vừa đủ dùng để độ, vì sao? Vì Phật dùng trí lực thị xứ, phi xứ quyết định biết lẽ nhân quả trong hết thảy pháp. Nghĩa là tạo nghiệp ác thời đọa vào đường ác là có lẽ ấy. Thị xứ, tạo nghiệp ác mà sinh lên cõi trời là không có lẽ ấy. Phi xứ, chấm phẩy, làm nghiệp thiện cũng như vậy. Không lìa năm triền cách, không tu bảy giác chi mà được đạo, không có lẽ ấy. Phi xứ, chấm phẩy, lìa năm triền cách, tu bảy giác chi mà được đạo, có lẽ ấy. Thị xứ, chấm, chín trí lực kia đều vào trong trí lực này. Phật dùng trí lực này chủ lượng chúng sinh trong mười phương sáu đường, kẻ có thể độ, kẻ không thể độ. Kẻ có thể độ thời dùng mỗi nhân duyên thần thông biến hóa để độ thoát. Kẻ không thể độ thời đối với người ấy tu tâm xả. Thí như thầy thuốc hay xem tướng trạng của bệnh mà thẩm định biết có thể sống thời chữa trị, không thể sống thời rời bỏ. Phương tiện độ chúng sinh của nghiệp lực kia, người do nghiệp mà thọ thân, bị ràng buộc trong thế gian, do lực thiền định nên được giải thoát. Hành giả tất phải tìm hiểu khổ từ đâu sinh, do đâu diệt, thế nên dùng hai lực. Nghiệp lực có hai phần. Một là nghiệp sạch có thể dứt nghiệp ác, hai là nghiệp nhơ. Nghiệp sạch là thiền, định, giải thoát các tam muội. Nghiệp không sạch là, nghiệp cho thọ thân trong ba cõi. Người có hai hạng, hạng độn căn vì thọ thân nên tạo nghiệp, hạng lợi căn vì diệt thân nên tạo nghiệp. Hỏi, nếu như vậy, cớ gì không đều dạy khiến làm nghiệp sạch? Đáp, vì chúng sinh căn có lợi, độn. Hỏi, chúng sinh vì sao có lợi, độn?